Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 10 top căn có cái hiệu là MT Lanh nè các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mới lên top chatbot. Rồi các bạn bấm sau này góp. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn son kênh giúp kênh seller nữa các bạn. Mình thấy tổng bull của giải thưởng này khá là cao nên các bạn cố gắng làm các bạn. Rồi. Các bạn son tiếp kênh channel luôn nè. Rồi bấm up lên nè. Tiếp tục follow Twitter và retweet bot. Trên Twitter nó thì bạn theo dõi nè. Các bạn like nè, các bạn retweet thì bạn viết ra game nè. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục follow Facebook. Trên Facebook thì bạn bấm thích như thế các bạn. Rồi sau đó thì các bạn chờ chút xíu đi các bạn. Các bạn xuống đây các bạn chia sẻ thích nè. Chia sẻ công khai luôn nè. Rồi sau đó các bạn mới đắp lên nè. Tiếp tục vút con hu nè. Rồi vô đây thì bạn bấm vào một mũi tên đi lên nha các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình để giúp mình nha các bạn. Còn nó có yêu cầu mình gỡ thì mình gỡ. Xin nào. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục thì các bạn vút cái nữa nha các bạn. Rồi trên đây thì các bạn cũng nhấp mũi tên đi lên nè các bạn. Up to wallet luôn. Sao mà nó không ăn ta? Các bạn nhấp vào tua không phải là người máy nè. Vui lòng nhấp vào từng hình ảnh có chứa một chiếc máy bay. Máy bay. Rồi các bạn bấm vào verify. Rồi bấm vút nè. Rồi các bạn chụp màn hình nó giúp mình luôn nha các bạn. Rồi bấm đắp lên nè. Tiếp tục các bạn vút con Simber nè các bạn. Con hút. Rồi xin con Simber thì các bạn nhấp vào tôi không phải là người máy nè các bạn. Bạn bấm vút nè. Rồi bạn chụp màn hình lại giúp mình nha bạn. Up to wallet luôn. Mình chụp màn hình lên. Rồi các bạn bắt up lên nè. Mình vút 1, 2, 3. Rồi tiếp tục cho anh tiếp kênh seller. Bắt up lên nè. Tiếp tục follow Twitter account và retweet Airdrop nè. Rồi các bạn like nè. Rồi các bạn tweet lên Airdrop nè các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Tôi bấm vào Discord. Rồi các bạn lướt cấp trang nha các bạn. Hình chữ này chữ gì đây ta? Camera. Rồi các bạn chọn vào camera nha các bạn. Rồi chùm đầu tiên các bạn địa chỉ email bạn vào nè. Rồi tiếp tục gửi địa chỉ với bên Bi Sama Chen Bet20 trên chocolate của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn sao chép địa chỉ với bên Bi mình nè. Gửi lại cho bot nè. Rồi tiếp tục mình gửi đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Vừa mở tại Twitter mình ra nè. Bạn nhấp vào Anamata, nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Các bạn nhấp vào ba cạnh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết gửi lại cho bot nè. Rồi tiếp tục con submit link retweet nè. Để coi mình tweet bài nào các bạn. Rồi tiếp tục thì bạn gỡ lại bài rớp của nó nè các bạn. Các bạn chia sẻ nè các bạn. Rồi bạn sao chép liên kết nè. Gọi là cho bot nè. Rồi nó hỏi có follow Facebook của My Health Net nha các bạn. Tiếp tục gửi đường link profile Facebook nè. Fisel. Thì còn nhấp vào Facebook trên đây nè. Rồi. Rồi các bạn nhấp vào mũi tên nè các bạn. Rồi bạn nhấp vào Anamata của mình nè. Nhấp vào ba cạnh cùng nè. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nè. Gửi lại cho bot nè.
Rồi sau đó nó có chút con hút không bằng anh hiểu cho nét này. Rồi tiếp tục bạn gỡ lên một bức ảnh các bạn đã sút nha bạn. Đã vút gì đó, có hút nè. Để mình xóa mấy bức ảnh kia kìa. Rồi các bạn nhấp vào một EBB nè các bạn. Các bạn nhấp vào đó các bạn. Rồi các bạn bấm vào một mũi tên nè. Các bạn gỡ lên một bức ảnh các bạn đã vút coi hút của nó các bạn. Rồi gỡ lên một bức ảnh nè. Bức ảnh nào đâu ta? Đây là bức ảnh này nè các bạn. Các bạn chọn nha tất cả các bạn. Đúng không ta? Đây quay lại mình coi bức ảnh nha các bạn. Rồi đúng rồi, các bạn upload lên nha các bạn. Sau đó các bạn sao chép là cái đường link này nè các bạn. Rồi các bạn gọi lên chatbot nha các bạn. Rồi nó có chút consumer không? Các bạn bấm I have your net nè. Tiếp tục từ bạn gỡ lên bức ảnh các bạn đã vút consumer nha các bạn. Các bạn cũng tải lên từ thiết bị nè. Chờ một tập. Rồi các bạn chụp bức ảnh này nè. Rồi các bạn cũng tải lên upload lên nha các bạn. Sau đó các bạn sao chép nè. Gửi lại cho bot nè. Rồi tiếp tục bạn gỡ lên một ảnh các bạn đã vút hình thứ ba nha bạn. Rồi các bạn cũng tải lên nè, chọn ảnh từ thiết bị nè, chọn tệt nè, bức ảnh này nè các bạn. Em thôi. Rồi các bạn upload lên nè. Rồi các bạn sao chép liên kết nè. Rồi là cho bot tiếp tục nè. Rồi nó có trên cái channel bấm IELTS cho net nha bạn. Rồi sau đó bấm IELTS cho net tiếp tục nè. Rồi sau đó bấm mi balance để xét số càng kiếm được nè. Ok mình đã nhận được 10 top càng MT Lan nè các bạn. Khoảng 20 đô các bạn. Các bạn chỉ lên ghép chia sẻ trong bè những cái thằng để kiếm nhân tôi cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.